đâu mọi người cùng mình đi ra hòn đảo nhỏ ngay phía trước để khám phá vẻ đẹp trên đảo. Mọi người ơi, ở đây là Bon Island, một hòn đảo nhỏ cách bờ biển Gawai 5 phút đi tàu. Bùng dịch Covid thì ở đây là một nhà hàng hải sản với tất cả các món và tất cả các đồ uống. Trên một cái hòn đảo nhỏ như thế này thì có một cái nhà hàng thì rất là tuyệt vời luôn. Mình đã show những cảnh đẹp trên hòn đảo và mình sẽ lặn xuống biển show những cảnh đẹp ở dưới biển. Mình muốn biết tại sao nhiều khách du lịch không muốn đến hòn đảo này. Mình thấy hòn đảo này rất là đẹp, yên tĩnh. Bây giờ mình biết lý do tại sao nhiều khách du lịch không muốn đến hòn đảo này. Tuy hòn đảo rất đẹp, nhiều cá để ngắm. Lý do hòn đảo quá nhỏ, không có bán thức ăn, nước uống và có party. Lúc trước khi dịch Covid thì có một nhà hàng bán các nước uống và đồ ăn. Sau khi dịch thì nhà hàng bỏ hoang và khách du lịch đến đây không có thức ăn, nước uống. Tất cả mọi người đến đây đều phải mang theo, cho nên nhiều khách du lịch không muốn đến hòn đảo này. Nhưng mình rất thích hòn đảo này, có rất nhiều cá để ngắm. Khi đến đây mọi người có thể mua nước uống và thức ăn mang theo, ngồi trên đảo ngắm cảnh đẹp thiên nhiên của đảo và hưởng thụ cảm giác trong lành. Thời gian ở trên đảo là 3 tiếng cũng đã hết, hoàng hôn cũng buông xuống, mình phải đi về thôi. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của mình. Mọi người thích bấm đăng ký kênh, like, chia sẻ cho mình nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo. Bye bye.